Gia đình Thủy xin kính chào ông bà và quý vị các bạn. Hôm nay mình không có đi quay, ở nhà mình có rau cần cua nè các bạn. Một rau cần cua với thịt bò, mình làm gỏi với rau cần cua với nấm. Mời quý vị cùng các bạn cùng dùng cơm với gia đình Thủy nha. Vi. Con là Vi, kính chào ông bà. Con bảo kính chào ông bà. Vi bảo có phụ mẹ không? Hả? Có hả? Sẵn có mẹ là nội của Vi á, ở nhà. Thôi làm cho nội với nội cho nội Vi ăn luôn. Giờ mình chặn củ cải. Chặn củ cải ra mình làm gỏi luôn á. Chặn ra rồi sắt sợi sợi ra. Rau cần cua này ngon ghê luôn á anh. Nè. Đây nè. Rau cần cua này là rau cần cua vườn á. Gỏi rau cần cua, còn nấm thì xào với thịt bò phải không? Nấm là xào mình trộn gỏi luôn. À, trộn gỏi. Giờ tấm ra mấy món? Một món hả? Một món à. Nội Vi, nó nội vô ướp thịt bò ấy. Thịt bò mình đã rửa xong rồi, sắt nhuyễn rồi, sắt lát ra đó. Rồi giờ mình rửa xong rồi mượn mẹ ướp. Bà biết này gì không? Cà rốt. Cà rốt hả? Ăn không? Nấu ăn được. Nấu ăn được hả? Cái gì bảo chanh vậy rồi. Cái gì cắt. Nhà mình có cây tắc ở ngoài cái trại ngoài á, mình hái được như đây nè. Cắt trái nhiều ghê không? Mùa tắc cái gì á, nếu mình đến bào ngư phải không? Bào ngư nấm đẹp quá. Thôi nấm đó mình xé ra, xé là xào cho chín mới trộn gỏi. Này mẹ cắt cái con ấy cho. Khoan, trước tiên phải ớt lên thịt bò cho thấm. Bỏ đi cái muối nha. Này bỏ vô đi. Bỏ vô miếng cà no. Cà no. Nó phải được. Củ hành á, hành cháy á, mình đã cháy bỏ rồi bịch sẵn nè. Ướp cho nó thơm. Chưa lại miếng thôi, cái trộn gỏi thôi mình bỏ lên trên nữa. Có hành cháy á, nó ăn nó dịu, còn gỏi lại ngon. Hãy
chỉ cho Quy làm gì, chỉ cho xé mà nấm đi. Quy xé nấm nha. Quy xé không? Thế gì nè. Đó. Thế gì? Thế gì đâu rồi? Bảo nữa. Cầm tay cầm cái móng đúng lên. Cầm rồi bỏ nữa nha. Xé đại ơi, xé đại ơi. Xé cho nó có cọng dài dài á. Cái nấm này mình nấu cháo ăn cũng ngon nữa, nó dai mà nó ngọt nữa. Được không Bảo? Xé vào như mẹ kìa, xé dài ra. Được không? Được không con? Ừ? Nói đi. Không được hả? Xé cho chị ba đó. Cái chị ba chỉ cho. Cái nào bự nhỏ thì thôi. Ờ, à, vậy được rồi. Chị ba xé cho con. Đừng nhỏ quá hồi ăn không ngon con. Được đó, được rồi Bảo. Rồi. Đâu cho coi gỗ cái đẹp không? Ừ. Được, em rửa tay đi, hồi mẹ rửa nấm lại. Đó, có hai thằng cai con đó. Tủ có gì thấy gừng hả? Gừng cháy tỏi cái xào bò bỏ miếng gừng vô cho nó thơm. Đậu phộng nè. Ừ, đậu phộng. Nào giải ra Bảo đủ chưa? Giải cam kìa. Con kìa. Con coi kìa, cái bốt của nó vụn lại. Đâu có thấy rồi. Bị gì gần cô nó mà nó vụn. Thank you.
cam ra xuống phòng đấy. Biết củ gì không Bảo? Củ này có gì không? Hả? Không? Lấy mẹ đâu đũa khác đi Bảo. Bảo ơi, sẵn nước đi con. Lấy mẹ đâu đũa khác nha. Cảm ơn nha. Đi con cầm cái gỗ nó nội rửa lại coi cái gỗ nấm á. À thơm chưa Bảo ơi? Thơm chưa? Thơm. Thơm hả? Với mẹ kìa. Bò này nó chín rồi, cái mình đổ ra dĩa để xào núm nữa. À, để làm đổ với cần cua nha. Thơm quá à. Thơm quá hả? Thơm hả bà? Dạ. Thôi ăn nhiều vô nha. Dạ. Thịt gì bà? Thịt thịt gì? Thịt bò. Thịt bò. Sữa hả? Được không? Không được hả? Để mẹ lấy dao cắt cho. Lấy dao cắt giùm quầy Bảo và sữa thì găng đầu cắn. Mẹ vô kìa. Cắt và sữa cho Bảo, Bảo hô găng cắn, quy cắn được, Bảo cắn được. Đi vô nội lấy cái kéo á. Vô nội lấy cái kéo đi. Nấm nha. Cắt được không? Đó, để cắt đi. Đổ tay lại. Rồi. Nóng rồi.
uống hai bé bé thay uống sữa là cắt cái kéo vậy đó rồi. Con hút mà không chịu. Cái hồi ăn ăn gỏi là con nước bớt uống hơi kịch sữa thì no rồi, sao ăn nổi rồi. Con gỏi lạnh này. Gỏi lạnh này hả? Uống nửa bịch không? Hả? Uống hết bịch không? Nửa bịch không? Quy uống hết không Quy? Ừ? Hết hả? À. Quy này bệnh này 4-5 ngày nay đừ. Mà giảm này rồi. Dài quá. Cắt cho bớt đi. Mình sẽ tồn gỏi nha. Quy ngủ rồi. Với mùng với con. Quy. Quy Quy mới uống thuốc này nãy giờ khoảng 2 tiếng rồi, cũng là thấm thuốc rồi. Coi nó nhiều vậy chứ hơi nó sọp là còn có chút rồi. Mẹ đã nặng sẵn rồi. Nè, cho nó tắt vô cho nó thấm đường, đường cho nó thấm cái cần cua là nó sẽ sọt cái cần cua xuống.
Bảo rồi. Nó thơm rồi đó nha. Thơm mùi đỏ rồi đó. Dạ, nấm đã chín rồi. Mình bỏ nấm với thịt bò vô. Em sắp tay dễ làm hơn. Thơm không bác? Thơm không? Cái này ăn hơi còn dãy đậu phộng vô nữa, bỏ đậu phộng vô nữa à. Nó vừa giòn giòn ha. Ngon lắm. Lá quế nào mà đi bắp phải không? Ừ. Giờ mình để quế vô hả? Giờ mình để quế vô. Lá quế mình để nguyên lá và nó ăn nó ngon hơn. Còn mình cắt cái nó nhuyễn nhuyễn á, nó bị đắng. Nó nhẫn nhẫn đắng. Để vậy mấy đứa nhỏ nó ăn được luôn à. Hồi nãy nó dung tùng lên luôn ha. Ừ. Mà nó sọp xuống còn nhiêu đây. Rồi, mình sắp cái dĩa đi. À, giờ nó gỏi ra xong, mời quý vị các bạn cùng dùng cơm gia đình Thủy nha. Con mới nha. Vy thấm thuốc rồi, Vy đi ngủ rồi. Bảo giỏi không đi phân đũa kìa. Ừ, nghĩ giỏi. Tập làm mai mốt đám gì. Bảo à, ăn đũa hay ăn muỗng? Đũa. Ăn đũa hả? Rồi mẹ ngồi đây mẹ. Kẹt luôn chó hay gì vậy? Đá của con đó nè. À, hả? Bảo ơi, nhắc ghế qua đây nè bảo. Còn mấy không? Còn ghế nè. Lấy cái nhỏ này. Đây. Ăn cơm. Đi học cái gì tới. Để thịt đòi con ăn nha. Để ăn nè. Đâu? Bảo ăn cây kiếm gì ngon không? Ngon quá nha bà. Giật nó bọc. Dạ. Thổi đi, thổi đi. Thổi đi. Rồi, ngủ đi. Ngon. Ngon hả? Mẹ làm.
Bảo nó cũng thích đồ chua lắm, canh chua ha, cái gì mà chua chua là Bảo nó thích ăn. Cam mà lột nguyên trái để vậy cái cắn ăn à, khỏi cần bỏ đường vậy rồi. Thì cái nước mắm mà xích bển đây cho hai người dễ chấm. Chấm mắm không? Hả? Con tự gấp được không? Con nấm không? Bảo cầm đũa được rồi đó. Giỏi quá, Bảo làm gao luôn nè nha, giỏi chứ. Thằng nó thèm lắm. Cái cần cua ăn mát lắm. Ăn tốt. Mà ra bằng cua có mùa chứ không phải lúc nào cũng có. Mẹ ăn thịt bò. Để bún. Đúng rồi. Bảo đói bụng rồi. Ăn rau nữa không? Nhỏ vậy? Để tự gấp đi. Tập cầm đũa đi. Ừ, mày ăn cọng quế cho cọng quế còn chưa biết ăn đâu. Thử đi, à, Bảo ăn được á. Được không? Được không? Được không? Dạt cơm vô, dạt cơm vô. Thịt he, đang ngậm một họng rồi, từ từ ăn con. Giỏi người thôi, làm dễ ăn, dễ ăn. Món gì anh mình ăn cho ăn dễ ăn thế mẹ. Ăn không ngán. Ăn có dễ không ngán. Như cái cô Bảo không đùa không qua đây coi ngồi Bảo gấp thịt đông ăn nữa à, ăn nấm không, ăn nấm không, ăn nấm hả, gấp thịt hết bỏ qua chén này. Cái cần cua này nó cũng dễ trồng mẹ, mình lấy cái hộp á, giải đất bụng bụng là nó lên. Cái hộp nó dễ lấy lắm. À, hái rau về cái mình để yên vậy á, mình rửa vô cái thau nước á, mình vũ vũ vô cái thau cái nó nha, nó rớt vô cái thau mà. Thì cầm cái thau nước đó mình tưới ở chỗ nào đó mình muốn trồng á, là nó lên à. Rau này người ta kêu, có người kêu mình rau tiêu. Tỉnh ai nói cái này ăn mát lắm nè. Dạ. Ăn nên thuốc nữa. Nhúc rau qua con nha. Ngon. Em thấy thèm không? Đỏ giỏi lắm đó. Bữa nay ăn ngon cơm ngon hết mẹ. Ngon quá. Clip của Thủy đến đây đã hết. Thủy xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian theo dõi video này. Thủy mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Thủy có động lực quay video tiếp theo nha. Bây giờ xin chào và hẹn lại.
Chào.